Đấy, sau khi hòa được cái dung dịch đấy thì các bác cứ phun đều lên tán lá của cây đào thôi. Và một cái lưu ý nữa là các bác phải phun ngược từ dưới trở lên nhé các bác, thì nó mới đều hết được toàn bộ cái tán lá. Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay em sẽ làm một cái clip để hướng dẫn mọi người nhận biết được cái bệnh nhện đỏ trên cái cây đào và cái cách chữa cái nhện đỏ này cho nó hiệu quả nhé các bác. Đấy, thì hôm nay em sẽ quay trực tiếp một cái cây luôn ở trên vườn nhà em, nó đang bị nhện đỏ đây các bác. Đấy, thì cái bệnh này khá là rất là thường gặp vào cái thời điểm hiện tại nhé các bác. Tại vì đang từ mùa xuân chuyển sang mùa hè thì cái thời tiết nó nắng ráo, nó khô ráo thì cái nhện đỏ nó rất dễ sinh sôi và phát triển. Đấy, thì nó đẻ trứng ra nhanh lắm các bác ạ, gây hại cho cái cây đào. Thì nhìn cái cây đào của mình nó sơ xác. Đấy, thì như cái cây này là đang bị nhện đỏ đấy các bác. Thì em lấy quay kỹ cho các bác nhìn cái lá này. Đấy, cái lá nó bị nhện đỏ nó tấn công thì nhìn cái lá nó cứ đốm 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 chấm chấm li ti vàng vàng ra này các bác. Kiểu như là mất hết cái chất diệp lục xanh ở trên cái lá đi ấy các bác. Thì là đấy là bệnh nhện đỏ nha các bác. Đây này các bác này. Đấy. Nó cứ có li ti chấm này, nhìn nó bạc bạc lá đi. Đấy, và đây là một cái lá cũng của đào thất thốn thế nhưng mà nó không bị bệnh, thì em đặt lên đây để cho mọi người nhìn để các bác nhận biết này. Đấy, nhìn cái lá không bị bệnh thì nó rất là bóng và mượt. Thế nhưng mà cái bệnh nhện đỏ này ấy, thì lá nó sẽ nó cứ xước xước nó chấm li ti nó bạc đi. Đấy, thì hiện thì các bác lật cái tàu tàu lá này lên này các bác. Thì các bác sẽ vuốt, dùng tay vuốt như này. Nếu như mắt các bác kém không nhìn thấy ấy, tại vì con này nó phải rất là bé. Đấy, thì các bác lật lên không, các bác vuốt lên như này thì sẽ thấy một cái mạt màu trắng trắng ở đây. Đấy là cái tơ của cái con nhện đỏ đấy nó nhả ra và sẽ có những cái con nhện đỏ nó bò li ti bên dưới này các bác. Thì nhện đỏ này thì cái điều kiện lý tưởng nhất để cho nó phát triển là khô ráo. Thế nên là mình phải tưới ẩm cho cái cây nó thường xuyên. Thì nhện nó sẽ không sinh trưởng được nữa nhé các bác. Còn cái nhện này thì nó cứ chích hút vào những cái lá này. Thì nó hút hết nhựa. Thì cái cây nó sẽ cằn cỗi đi và dần dần nó sẽ rụng hết lá đi các bác ạ. Nhiều cây này thì nó sẽ xoăn xoăn lá. Đây ví dụ như một cái lá ở cái cây này đây các bác. Bên dưới này thì là con nhện nó nhả tơ ra đây các bác. Thì là lát nữa em sẽ chèn cái hình ảnh cái lá này lên để cho các bác xem nhận biết này. Này các bác. Bên dưới nó có những cái đốm li ti này. Thì lát nữa em sẽ chèn hình ảnh vào để cho các bác dễ phân biệt nhé. Bên dưới những cái tàu lá này sẽ có những con nhện bé, rất là bé, màu đỏ các bác ạ. Nó bò bên dưới này, nó chích hút nhựa. Đây gọi là bệnh nhện đỏ. Đấy, thì có một cái cách chữa trị. Sau khi nhận biết xong thì các bác chữa nhé. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người luôn này. Đây là cái lá bị nhện đỏ nó chích hút nhựa nha các bác. Đấy, nhìn cái lá thì rất dễ bị nhầm lẫn. Thế nhưng mà đây để các bác nhìn kỹ hơn để các bác phân biệt nhé. Đây không phải là cái cây nó bị thiếu ăn mà là bị nhện đỏ chích hút đấy các bác ạ. Nguyên liệu chính của cái dung dịch này ấy, thì là chỉ có dầu ăn mới dầu rửa bát trộn lẫn chung với nhau thôi nhé các bác. Đấy, thì một bình phun 20 lít thì sẽ hòa là 100 ml cái dầu ăn và 25 ml cái dầu rửa bát nhé các bác. Đấy, cái tỷ lệ của nó là như thế. Đấy, sau khi khuấy khoảng độ tầm độ 5 phút các bác ạ, để cho cái dầu ăn nó tan vào trong cái nước này thì các bác đổ vào bình thôi. Các bác hòa với nước 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 lạnh thì các bác cho vào bình kia và các bác mang đi phun thôi. Phun đều hết tán lá nha các bác. Sau khi hòa được cái dung dịch đấy vào thì các bác cứ phun đều hết lên tán lá của cái cây đào của chúng ta thôi nhé các bác. Đấy, phun cả gốc vào cả thân lá, cả dưới bề mặt cái lá của cái cây đào ấy các bác, phun ngược nó lên. Thì cái con nhện nó sẽ trú ở dưới cái tàu lá này các bác. Chủ yếu là con nhện đỏ nên nó sinh trưởng và nó ăn ở dưới cái tàu lá này các bác. Thì các bác phải phun làm sao cho nó ướt được hết cái bề mặt này. Đấy, thì nhện đỏ nó sẽ bị dính chân của nó ở đây và nó không di chuyển được nữa. Vì cái dung dịch đấy nó là một cái chất nhớp nhớp nhờn nhờn của cái dầu rửa bát cộng với cái dầu ăn. Thì nhện sẽ bị chết thôi các bác. Thì các bác cứ phun đều lên thôi. Thì em quay qua cho các bác xem cái lá cây
đào bị nhện đỏ và cái cây đào không bị nhện đỏ để các bác dễ phân biệt luôn này. Đây cái lá nó cứ bạc bạc ra như này các bác. Lá nó kiểu như nó mất hết cái chất diệp lục này. Đấy, như những cái con vi khuẩn nó ở trên cái tán lá này. Thì các bác lật cái tán lá này lên thì sẽ thấy những cái mặt trắng này. Đấy, đây là cái trắng trắng đấy là cái tơ nhện. Còn con nhện đỏ là nó sẽ đỏ đỏ, nó cứ bò dọc cái mặt lá này, các bác để ý xem nhé. Đấy, con nhện nó đang bò kìa các bác. Đấy, bằng mắt thường thì rất khó nhìn thấy, thế nhưng mà dùng kính lúp thì các bác sẽ nhìn thấy nó rõ hơn rất rất là nhiều. Còn những cái cây đây không bị nhện đỏ đấy các bác. Nhìn cái tàu lá của nó khác hẳn ngay. Nó xanh mướt luôn. Đây, cái tàu lá này thì không 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 có nhện đỏ tấn công thì nhìn nó bóng và mượt như này. Đặc biệt là cái con nhện đỏ này nó lại chỉ thích ăn những cái lá già thôi các bác ạ. Nó trích hút những cái nhựa ở cái lá già của cái cây đào. Mà những cái lá non thì nó lại không không trích nhé các bác. Đấy. Cây không bị nhện đỏ thì nhờ các bác nhìn cái lá của nó đây. Rất là bóng mượt. Còn cái cây bị nhện đỏ thì nhìn nó sơ xác ra. Cái đào thất thốn này thì vài hồi, vừa mấy hôm không để ý thì nó đẻ trứng rất là nhanh cái nhện đỏ này các bác. Đấy, cái lá của nó bắt đầu sơ ra. Nhiều bác lại cứ tưởng là cái cây nó bị cằn. Xong rồi mình lại thúc phân vào. Càng thúc phân vào đạm các thứ vào thì cây càng dễ cho nhện đỏ nó chích hút các bác ạ. À, một cái biện pháp phòng chống cho cây đào nó không bị nhện đỏ chích nữa mà cái nhện đỏ nó không phát triển nữa thì các bác bón lân hoặc là kali cho cái cây đào nhé các bác. Đấy, tăng cái tỷ lệ lân và kali lên, bón lên, không không bón đạm nữa. Đấy, phải phun hết bề mặt tán lá rồi ngóc ngách phun làm sao để cho nó ướt. Thì vài hôm nữa nhện đỏ nó chết hết thì cái cây của mình lại chăm sóc lại thì nó lại hồi phục dần dần. Thì cái bề mặt lá của nó lại xanh dần trở lại các bác ạ. Nó có nhựa. Nó sẽ có nhựa thì lá nó lại xanh dần, nó xanh mướt lại ngay thôi. Vừa rồi thì em cũng dùng nước bể phốt em tưới các bác. Thì các cái ngọn nó vẫn đang đi này các bác. Cây rất là khỏe nha các bác. Đấy, các cái đầu ngọn quả cây đào thất thốn thì sau khi được ăn cái nước bể phốt thì nó đi ngọn rất là nhanh này. Khác với ngày ban đầu em quay cho các bác xem. Cái cây đào thất thốn bây giờ nó đã tùm ra như này các bác. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhé các bác. Thì ở cái video tiếp theo thì em cũng sẽ hướng dẫn các bác diệt cái con dầy. Dầy mềm nhé các bác. Thì ở video tiếp theo thì em sẽ làm một cái clip nữa để hướng dẫn mọi người chữa. Cái bệnh dầy đấy thì cũng rất dễ gặp ở trên cái cây đào. Và dung dịch thì cũng 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 giống như cái này thôi các bác ạ. Cũng giống như mình trị cái bệnh nhện đỏ này thôi. Thế nhưng mà tỷ lệ pha nó lại sẽ khác hơn nhé các bác. Rồi em kết thúc video tại đây nhé các bác. Em xin chào toàn thể các bác ạ.